Góc, tin tặc không chừa một ai, công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công mạng. Ngày 25 tháng 3, chứng khoán VN Direct, mã VND cho biết hệ thống của công ty đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế, dẫn đến việc toàn bộ nền tảng giao dịch phải tạm ngừng hoạt động. Tính đến trưa ngày 26 tháng 3, website của công ty chứng khoán này vẫn chỉ hiện thông báo về sự việc, các nền tảng giao dịch vẫn chưa thể truy cập. VN Direct cho biết, họ đang làm việc với các đối tác là những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng như phối hợp xử lý để ngăn chặn các sự cố tương tự. Chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn chỉ ra, VN Direct đã bước đầu có thể khôi phục dữ liệu, tuy nhiên cần thời gian tính bằng ngày. Quan trọng hơn là công ty cần tìm lỗ hổng mà hacker đã xâm nhập. Trong buổi trao đổi tại chương trình khớp lệnh VTV Money, ông Sơn cho biết thêm đây là cuộc tấn công mã hóa dữ liệu. Sáng ngày 26 tháng 3, phía VN Direct đã lấy lại được cây để giải mã dữ liệu là một điều hết sức quan trọng và có thể hồi phục lại hoàn toàn dữ liệu. VN Direct đã đưa ra thông báo dự kiến kết nối lại các sở giao dịch, nhà đầu tư mua bán bình thường vào ngày thứ Năm 28 tháng 3. Ngay đầu năm nay, một công ty cho vay cổ phiếu lớn tại Mỹ đã bị tấn công, làm gián đoạn hoạt động giao dịch trong gần 2 tuần. Trước VN Direct, rất nhiều công ty chứng khoán khác trên thế giới đã bị tấn công mạng. IQLand, tháng 1/2024, nền tảng cho vay cổ phiếu của Mỹ đã phát hiện hành vi truy cập trái phép vào hệ thống của mình. Các giao dịch của công ty này đã bị gián đoạn trong gần 2 tuần. Đây là một mắt xích quan trọng trong ngành cho vay cổ phiếu, mỗi tháng xử lý hơn 2.400 tỷ USD giao dịch. Tiếp theo là Robinhood, tháng 11/2021. Robinhood cho biết, tin tặc đã đánh cắp hơn 5 triệu địa chỉ email và 2 triệu tên khách hàng. Bên cạnh đó, chúng cũng lấy đi một tệp dữ liệu nhỏ chứa các thông tin chi tiết hơn về khách hàng. Upstox, tháng 4/2021, công ty môi giới chứng khoán lớn thứ 2 của Ấn Độ theo số lượng khách hàng, đã bị tấn công mạng. Theo đưa tin từ Time of India, liên hệ của 2 triệu khách hàng đã bị đánh cắp và tin tặc đã yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 1,2 triệu đô. Vậy, làm sao để phòng tránh nguy cơ bị tấn công mạng? Những cuộc tấn công mạng hiện nay có phạm vi tiếp cận rộng, nhắm mục tiêu tới mọi loại ngành và các công ty quy mô trên toàn thế giới. Một số ngành như trò chơi, thương mại điện tử và viễn thông sẽ bị nhắm mục tiêu nhiều hơn so với những ngành khác. Một trong số các loại hình phổ biến của tấn công mạng đó là tấn công DDoS. DDoS là một trong số các mối đe dọa phổ biến nhất và chúng có thể xâm phạm tới doanh nghiệp, bảo mật trực tuyến, doanh thu và danh tiếng. Để website có thể hạn chế rủi ro, phòng tránh các cuộc tấn công mạng như vậy, chủ doanh nghiệp nên trang bị một nền tảng lưu trữ vững chắc và backup dữ liệu dự phòng sự cố. Tại Lan IT, khi thuê các dịch vụ lưu trữ hosting VPS, khách hàng được tặng free firewall mạnh mẽ, backup dữ liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, giúp khách hàng an tâm và tập trung hoạt động kinh doanh và các chiến lược phát triển toàn diện. Để nhận thông tin hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ hotline Zalo dưới đây.